Hello, chào bạn. Hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn về một dòng rotor của máy đục bê tông H41D, máy đục từ 17 mm. Và đây là cái rotor chúng ta, và đây sẽ là hộp. Ngoài hộp sẽ có đầy đủ thông tin của cái rotor chúng ta, mã nó là 360946E, sử dụng điện 220 tới 230. Nó sẽ có mã vạch ở đây, các bạn xem mã vạch của nó đây. Chúng ta sẽ có quality là số lượng một cái, số seri của nó, mã máy sử dụng, cái rotor sử dụng cho là HWD Hitachi Kuki và sản xuất tại Malaysia. Và đây là cái rotor chúng ta, thiết kế nước ngoài rất là đẹp, rất chắc chắn. Ở trên thân cái rotor này sẽ có in cái mã của nó, và nó sẽ có những cái đường tiện nhỏ nhỏ này nè, tròn tròn này, để giúp các bạn là tránh mua hàng giả nhá, thì vì những cái dòng hàng giả thì không có, Trung Quốc không có. Và tiếp theo là cái phần đồng của nó. Đồng nó được phần đồng nguyên chất đường quấn rất đẹp, đủ quân máy. Và đồng nguyên chất 100% sẽ giúp cái máy chúng ta hoạt động rất là tốt. Và cái phần ổ gốc được làm bằng đồng nguyên chất luôn. Đó, đây, và cái quạt nó rất là dày. Và cái phần bánh răng nó là răng nó dưới đây quạt rất là dày nữa, rất là chắc. Nên các bạn có thể yên tâm sử dụng máy liên tục, và các bạn cày máy cũng được, không sao. Và thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về rotor của máy đục bê tông H41D với 7 liên trên hệ thống thi chi bản. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.